들었어. 난 그게 chọn cho ai rồi.
Đó là bài hát mà có lẽ là được hát karaoke nhiều nhất trong mấy chục năm qua. Hầu như là bạn nào mà fan của Bằng Kiều đi hát karaoke cũng phải hát bài này, xong về than, về bảo em hát bài của anh khàn hết cả giọng. Là ai bảo ông hát, không hát bài khác, không hát bài tôi của người khác giọng còn kêu gì. À, bây giờ cũng là một bài hát mà có lẽ trong thời gian này, trong thời gian khoảng 2 năm trở lại đây cũng là gọi là rất nhiều karaoke hát tình ỏi bài hát này. Bài này thì dễ hơn, có không phải là dễ hơn mà là nó không có căng như là bài Trái Tim Bên Lề, nhưng mà nó phải tình cảm. Một bài hát của nhạc sĩ Thái Thịnh, xin mời tất cả cùng lắng nghe để nhớ một thời ta đã yêu. Bạn bật nhạc kiểu như là người Singapore hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa lạng hơn. Ngày đó ta lần lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạng vỡ rồi thời gian xóa mờ, mãi vô tình đến bây nhận ra hai đứa không khâu nhau. Cuộc sống đôi vội vã với bao nghiệt ngã, dù cũng ta miệt mài một bước chân trước ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai còn mãi cũng trời đó. Ngày tháng hoa màu đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao nhiêu để nhớ thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên rồi, đời lạnh đênh sao phố buồn trôi lấn lờ cuộc mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao trong tầm với đã không còn tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi. Bây giờ mà không ăn thì ngày đó ta lầm lỡ giờ muộn nó chỉ có thể ăn là stress nó sẽ một cái gì khác. Để tiếng yêu xa vỡ rồi thời gian mắt tình nó như không có ăn đâu, mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, dù cũng ta miệt mài một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai
còn mãi cũng trời đó mình gặp nhau lúc đầu. Ngày tháng hoa mong đó cùng niềm đau nỗi sầu, mãi tìm lại biết bao điều để nhớ. Xong rồi tôi sẽ lại quay lại hát tiếp. Em lấy ghế của anh. Và xin được cảm ơn anh Bằng Kiều rất nhiều vì anh đã cho em mượn mic. Và cũng xin cảm ơn tất cả bài hát rất là hay vừa rồi của anh. Và như anh Bằng Kiều cũng đã chia sẻ, tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón anh Bằng Kiều trở lại với vị trí ban giám khảo. Thank you very much, Mr. Bằng Kiều. Don't need the likes of us. We don't want any accidents. Alright, you see here the personal escort. Okay, we can begin. Now it's time to announce the top four finalists for